hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, sáng nay Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động trồng cây bảo vệ môi trường biển tại khu vực bờ biển trạm cửa khẩu cảng Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Tham dự lễ phát động có hàng chục hội viên nông dân, cán bộ chiến sĩ trạm biên phòng cửa khẩu cảng Liên Chiểu và người dân địa phương. Thông qua chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nông dân, ngư dân tham gia bảo vệ môi trường biển, tích cực tham gia có hiệu quả chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 bằng các hoạt động thiết thực như tham gia phong trào chống rác thải nhựa, ngày hội tái chế, ngày chủ nhật xanh sạch đẹp, phân loại rác thải tại nguồn. Dịp này, Hội Nông dân phường Hòa Hiệp Bắc đã thông qua quyết định thành lập và ra mắt ban chủ nhiệm câu lạc bộ nông dân bảo vệ môi trường với mục tiêu kêu gọi vận động hội viên nông dân chung tay bảo vệ môi trường. Sau lễ phát động, các đại biểu và hội viên nông dân đã ra quân trồng 2.000 cây phi lao dọc bờ biển và tiến hành thu gom, dọn dẹp rác các khu vực xung quanh. Qua cái lễ phát động trồng cây bảo vệ môi trường thì tôi có nguyện vọng là coi như là có sức lan tỏa rộng. Và cũng mong muốn là bà con nhân dân của phường nhà mình cũng chung tay góp sức để trồng cây bảo vệ môi trường ngày xanh sạch đẹp và bảo vệ bờ kè trắng sóng. Việc ra quân trồng cây chỉ là việc ban đầu. Tiếp theo là trong thời gian tới chúng tôi sẽ chỉ đạo cho hội viên nông dân chăm sóc bảo vệ những diện tích cây đã trồng trong thời gian qua cũng như tiếp tục tăng cái diện tích trồng cây trong thời gian tới để mà tăng thêm cái diện tích phủ xanh cũng như là bảo vệ môi trường biển, chống sạt lở bờ biển. Cũng tại chương trình, Hội Nông dân thành phố đã trao 5 thùng rác môi trường lớn và hàng chục thùng rác tái chế cho Hội Nông dân cơ sở, góp phần thực hiện mục tiêu bảo vệ cảnh quan môi trường biển nơi đây.